Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài thứ hai là bản tin mà tôi đã loan vào ngày hôm qua phía đảng cộng hòa đã bổ nhiệm 13 người của đảng cộng hòa nằm trong cái ủy ban đặc trách về trung quốc và sẽ do đích thân của ông chủ tịch hạ viện kevin mccarthy đã đưa tên và ngay sau đó thì tờ South China Morning Post đã điểm mặt 13 người này trong cái đó họ nhắc lại là phía đại dân chủ cũng sẽ có 7 người nhưng không biết là có người nào gốc Á hay không riêng trong các thành viên của đảng cộng hòa thì đã có một người gốc Á là bà Michelle Steele gốc đã đại, đại hàng và bà được xem là một người có chủ trương khá cứng rắn với lại Trung Quốc quý vị bây giờ mình đi vào bản tin xem đi và xem coi cái quỹ vàng này làm được gì và như thế nào đối với Trung Quốc. Ok quý vị, đầu tiên hết là tôi phải đưa tin của tờ South China Morning Post điểm danh của 13 người này và điểm mặt của 13 người này cũng như là quá khứ của họ. 13 thành viên của Đảng Cộng Hòa được đề cử vào trong cái quỹ ban mới của Hoa Kỳ đặc trách về Trung Quốc được bổ nhiệm bởi ông Chủ tịch Hạ Viện là ông Kevin McCarthy. Trong đó thì Đảng Dân Chủ sẽ bổ nhiệm 7 người. Tuy nhiên thì họ sẽ điều tra về Đảng Cộng sản Trung Quốc và cạnh tranh với Hoa Kỳ quỹ ban này thì không có trách nhiệm là uh, amen tức là tu chính luật nhưng mà họ có quyền mở ra các cuộc điều trần và trong đó là sẽ nộp và đề nghị các cái và uh, yeah, cái uh, chính sách dành cho Trung Quốc và một cái quỹ ban mới được uh, đảng cộng hòa lập ra tại sàn hạ viện nhắm vào Trung Quốc uh, sẽ uh, bắt đầu đã được uh, thành lập vào ngày thứ hai mà ông uh, Kevin McCarthy đã nêu tên 13 thành viên trong cái quỹ ban này và thành viên các thành viên trong quỹ ban này bao gồm việc mà họ sẽ có những cái tư tưởng và những cái uh, <laughs> bắt rào tức là những cái quá khứ uh, của đảng cộng hòa và đặc trách về cái tư tưởng của đảng cộng hòa và rất nhiều người đã, uh, có liên hệ tới ngành nông nghiệp và ngành uh, quốc phòng cũng như là được biết với tinh thần gọi là China hot tức là diều hâu đối với Trung Quốc uh, trong 13 người này gồm có những ngày Quý vị, 13 người này thì uh, là trong một cái quỹ ban gọi là Select uh, Committee on Strategy Competition between United States and Chinese Communist Party. Tức là họ dùng cái chữ là cạnh tranh với Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải nhà nước Cộng sản Trung Quốc nha quý vị, là Cộng sản Trung Quốc. Trong đó, Chủ tịch là ông Mike Gallagher của Wisconsin. Kế tiếp là uh, uh, Rob Whiteman của Virginia. Luke uh, Lucamayer của Missouri. Andy Barr của Kentucky. Dan Newhouse của Washington, John Molina à, của Michigan, Denry Lahut của Illinois, Neil Dunn của Florida, Jim Spang của Indiana, Doug Johnson của South Dakota, Michelle Steele của California, Ashley Hinson của Iowa và Carlos Jimenez của Florida. Và 13 người này như thế nào thì chưa biết nhưng mà một lát tôi sẽ giải thích và các thành viên đại dân chủ thì có khoảng 7 người nhưng mà họ vẫn chưa bổ nhiệm và có một số những dân biểu gốc á à, có thể sẽ nằm ở trong cái tình trạng mà họ, họ cố tình họ nhắc lại cái việc mà chống gốc á châu đó quý vị tức là tờ báo này là cái tờ báo mà gọi là pro cho cả cộng sản mà quý vị và cái quỹ ban này sẽ chịu trách nhiệm điều tra và sẽ có những cái đề nghị về tình trạng à, kinh tế kỹ thuật và An ninh của cộng sản Trung Quốc cạnh tranh với Hoa Kỳ và trong đó thì đây là họ không có cái quyền về pháp lý và họ cũng không có tu chính các cái luật tuy nhiên họ có quyền mở ra các cái cuộc điều trần của công chúng và trong đó là có liên hệ tới những cái biến cố và những cái sự kiện và họ sẽ đề nghị cho ta phía của Hạ Viện sẽ làm cái gì và năm thành viên của đảng cộng hòa à, nằm ở dưới cái lực lượng đặc nhiệm của ông McCarthy đặc trách về Trung Quốc đó là Galenher White man, Barr, Dun và Ben là năm người. Năm người này là năm người thuộc cái lực lượng đặc nhiệm của ông Kevin McCarthy bổ nhiệm để có thể làm việc ở trong cái quỹ ban đặc nhiệm này, quý vị. Và ông McCarthy cho biết là quỹ ban này sẽ xây dựng một cái lực lượng tax Force tức là lực lượng đặc nhiệm vốn đã được báo cáo từ tháng 9 năm 2020 khi mà có những thách thức từ Trung Quốc và trong đó họ sẽ có bản đồng thuận là cái việc mà gọi là cái giai đoạn mà tin tưởng đảng Cộng sản Trung Quốc đã chấm dứt tức là cái thời gian mà cái thời đại mà tin tưởng vào đảng Cộng sản Trung Quốc đã chấm dứt ông McCarthy đã phát biểu như trên và ông McCarthy cho biết ông sẽ ông muốn có những à, dân biểu nghiêm túc và cái quỹ ban này sẽ à, tìm à, bởi vì à, họ sẽ họ sẽ à, đặt ra những cái dấu hỏi và làm việc một cách cần lực trong cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc và trong đó thì họ nhắc lại năm những nhân vật này là ai thì quý vị thứ nhất là à À, ông cái quỹ ban này chịu trách nhiệm là gì quý vị thứ nhất là sẽ à, không để cho cái đảng cộng sản trung quốc có thể mua các cái mảnh đất của hoa kỳ và trong đó họ sẽ điều tra về tất cả và, và, và ban cấm à, tất cả những cái uh, panel là phản đối cấm đầu tư từ trung quốc à, trong đó đồng thời xác nhận tất cả những cái nguồn lệ thuộc từ ở quốc gia này à, chống lại cái vấn đề gọi là đánh cắp cái sản phẩm trí tuệ của hoa kỳ và nhấn mạnh về cái tình trạng mà đảng cộng sản trung quốc đã gây ảnh hưởng tại hoa kỳ cũng như là kềm chế các cái bành trướng cộng quân sự của trung quốc và sau khi loan báo thì ông newhouse tức là ông này là một chuyên gia về nông trường cho biết là ông sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc chống lại việc mà đảng cộng sản trung quốc đang có nỗ lực mua các cái đất nông nghiệp của hoa kỳ bên cạnh đó thì quý vị ông James spang là một nhân vật được xem là cực kỳ bảo thủ và là một cựu quân dân người sẽ đặc trách và chủ tịch của cái ủy ban đặc trách nghiên cứu về của đảng cộng hòa sẽ là một cái tiếng nói mạnh mẽ trong cái tư tưởng cạnh tranh với trung quốc ông ba được xem ông đang ngồi trong cái ủy ban đối ngoại của hạ viện và đồng thời cũng là một nhân vật có một cái uh, gọi là uh, điều tra về tất cả những cái luật lệ liên quan tới uh, Trung Quốc và ông ta là một trong những uh, nhân vật được từng tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan cùng với bà Nancy Pelosi bà hồi tháng 8. Ở trên đây thì hình này là bà Michelle Steele nha quý vị. Rồi tiếp tục, ông Gallagher và ông LaHood à, là chủ tịch của cái quỹ ban lưỡng đảng đặc trách về Trung Quốc. Trong đó, họ đã phục vụ trong cái uh, quỹ ban uh, về uh, thương trực về tình báo của Hoa, của Hoa Kỳ và đồng thời họ cũng nằm trong cái quỹ ban giám sát của uh, về các hoạt động tình báo của Hoa Kỳ. Ông Gallagher là được đặc biệt là người đã từng lên tiếng nhắc về, về mối đe dọa của TikTok và cái căn mạng của Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và bà Michelle Steele là một người đến từ Nam Hàn và bà là một à, dân biểu gốc Á duy nhất trong quỹ ban này. Và trước khi mà có cuộc bầu cử thì bà bị bà đã lên tiếng cáo buộc là một à, đối thủ gốc dân chủ của bà là gốc Đài Loan là Chay Shen là một nhân vật thân Trung Quốc và bà Tiêu sẽ phục vụ trong cái à, quỹ ban đặc trách về à, Trung Quốc và cũng như là bà là nằm trong quốc quốc hội cố vấn về vấn đề nhân quyền và cái luật lệ à, phát triển ở tại Trung Quốc trong khi đó thì ông Gimenez là một người đại diện cho cái khuynh hướng chống cộng sản ở tại phía nam của miami trong ngày thứ ba ông nói rằng ông sẽ làm việc với quỹ ban à, trong tinh thần của một người cuba lưu vong người đã mất đi cái, cái bản sắc của ông và cái gốc gác của ông ở tại quê nhà bởi vì cái chế độ độc tài cộng sản Ok quý vị, đây là những nhân vật mà tờ South China Morning Post đã đưa ra. Và trong cái bản tin này thì quý vị thấy rằng là những vấn đề mà cái quỹ ban này sẽ đặt trách là như thế nào. Thứ nhất là sẽ nghiêm cấm cái nguồn đầu tư tại Trung Quốc. Thứ hai là xác nhận một số những cái khu vực mà bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Thứ ba là chống lại tình trạng đánh cắp sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ. Thứ tư là nhấn mạnh cái tình trạng mà đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những chiến dịch gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ thứ năm là tìm cách kềm chế sự bành trướng của quân đội cộng sản trung quốc và thứ sáu là ngăn chặn không để cho đảng cộng sản trung quốc có nỗ lực mua những cái đất nông nghiệp tại hoa kỳ ok quý vị đây là những cái điểm mà được highlight tức là được nhấn mạnh đây quý vị tôi tôi highlight cho quý vị thứ nhất là quý vị là sẽ cấm cái nguồn đầu tư vào trung quốc xác nhận tất cả những cái khu vực mà bị lệ thuộc vào cái quá nặng nề vào Trung Quốc và chống lại đánh cái, cái việc mà đánh cắp sản phẩm trí tuệ nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của cộng sản Trung Quốc cái chiến dịch của họ gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ và kềm chế các cái sự bành trướng quân sự của Trung Quốc và bên cạnh đó thì ông New cũng đã lên tiếng và nói rằng sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc mà chống lại đảng cộng sản Trung Quốc đang có nỗ lực mua các cái vùng đất nông nghiệp của Hoa Kỳ đây là những cái điểm tránh mà cái quỹ ban này được đặt ra quý vị tại sao China Post họ viết theo ngôn ngữ của họ nhưng mà chúng ta nói theo ngôn ngữ của chúng ta như vậy thì à, thứ nhất cái điều mà xác nhận cái tiểu quỹ ban này họ chỉ phụ trách về điều trần đúc kết tất cả những tài liệu và đề ra đề nghị những cái chính sách mà thôi họ không có quyền tu chính các cái luật lệ họ cũng không có quyền làm luật nhưng họ đề nghị tại vì cái quỹ ban này sau khi đề nghị quỹ ban này nó nằm ở dưới cái dù của quỹ ban đối ngoại mà chủ tịch ủy ban đối ngoại là ông Michael McCord thì quý vị nó nằm dưới cái dù của ủy ban đối ngoại thì khi mà ủy ban này họ đúc kết tất cả mọi lĩnh vực xong họ có những cái bản báo cáo và từ đây tới cuối năm họ phải có đầy đủ tất cả những bản báo cáo trên những vấn đề mà tôi vừa nêu ra thì quý vị sau đó thì họ sẽ đệ trình lên cái ủy ban đối ngoại của hạ viện để yêu cầu một cuộc bỏ phiếu đưa ra sàn hạ viện thì ủy ban đối ngoại của hạ viện mới viết thành luật còn cái tiểu quỹ ban này Họ không có quyền quyền viết luật Họ cũng không có quyền tu chính luật Họ chỉ tổng kết tất cả các cái sự kiện Tất cả những cái chi tiết thông tin Và tất cả những cái uh, hoạt động của Trung Quốc Để họ à, Để họ báo cáo Họ đúc kết lại và họ kết luận Sau đó họ sẽ đề nghị thôi Đây là trách nhiệm của quỹ ban này Họ chỉ có đề nghị thôi quý vị Và sau đó thì họ sẽ đưa lên các cái ủy ban cần thiết để mà đưa ra toàn bộ sàn Hạ viện 435 ghế. Thì quý vị, trong đó sẽ có nhiều ủy ban can dự vào, tại vì họ sẽ làm việc với nhiều ủy ban. Ví dụ, về ngành nông nghiệp, thì ông Newhouse là cái người nằm trong thành viên này. Ông là một chuyên gia về nông nghiệp luôn. Thì ông nói rằng sẽ đưa ra nỗ lực ngăn chặn đảng Cộng sản Trung Quốc mua các cái vùng đất của Hoa Kỳ, nhất là vùng đất nông nghiệp của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ổng sẽ làm việc với quỹ ban đặc trách về nông nghiệp của Hoa Kỳ, ok? Rồi ví dụ chống lại cái tình trạng mà đánh cắp sản phẩm trí tuệ, thì cái tiểu quỹ ban này sẽ phải phỏng vấn, sẽ phải điều trần, sẽ phải tống trác mời những nhân vật mà à, tư nhân của Hoa Kỳ, ví dụ như công ty uh, Google, công ty T-Mobile, công ty uh, uh, Apple hay là những công ty khác là phải lên điều trần về việc mà những cái môn bài của họ, những cái license, những cái quyền phát minh của họ, tại sao bên phía Trung Quốc lại có được? Họ bán, họ cho thuê, hay là như thế nào? Họ hợp tác như thế nào để Trung Quốc có thể sử dụng được những cái kỹ thuật phát minh của Hoa Kỳ? Tôi lấy ví dụ là cái màn hình à, touch screen tức là quý vị chỉ cần bấm giống như cái phone hay là cái ipad hay là kể cả cái monitor quý vị có thể bấm vào cái màn hình luôn thì quý vị đây là cái kỹ thuật mà của phía công ty apple thì công ty apple có share cái kỹ thuật này ra cho những công ty khác trong đó có samsung trong đó có google phone trong đó có cái những cái công ty mà sản xuất về màn hình mà touch screen thì quý vị vậy thì apple có share cái này cho những công ty của trung quốc không Yes, có ví dụ như Xiaomi nè, rồi ZTE nè, Huawei nè, những cái phone này đều có màn hình touch screen hết. thì quý vị, Apple sẽ share tức là chia sẻ cái cái bản quyền này như thế nào? cho họ mướn theo từng năm? hay là cho họ mua một khoảng thời gian nào đó? hay là Apple lại hợp tác với cộng sản Trung Quốc? thì tất cả những cái công ty này sẽ phải lên điều trần thì cái quỹ ban này họ sẽ lập ra những cái uh, cuộc điều trần và yêu cầu những công công ty đi lên hay là cái vấn đề mà gọi là uh, kềm chế sự bành trướng của cộng sản trung quốc thì họ sẽ mời các uh, nhân viên của bộ quốc phòng rồi họ mời các chuyên gia về ngành quốc phòng ví dụ như tổ chức CSIS họ sẽ mời lên để họ lắng nghe những cái đánh giá của những cái nơi này về cái tiềm năng quân sự của trung quốc ở tại á châu như thế nào và đưa đầy đủ tài liệu cho họ, họ đúc kết lại, họ đưa ra kết luận. thì quý vị, cái tiểu ủy ban này, nhiệm vụ của họ là đúc kết tất cả mọi thứ, rồi chưa kể cái vấn đề gọi là over dependence uh, on uh, on the country, tức là lệ thuộc cái nguồn cung cấp từ Trung Quốc. ví dụ như ngành y khoa, hay là ngành kỹ thuật, ngành y khoa thì tất cả các cái dụng cụ y khoa bây giờ và một số nguyên liệu chế tạo dược nhập từ Trung Quốc, rồi uh, tới ngành kỹ thuật thì nguyên liệu như là ora, rare earth hay là lithium thì lệ thuộc vào Trung Quốc. Trung Quốc đang nắm 70% thị phần này mà. Thì họ hay là cái panel solar điện mặt trời đó, thái dương điện đó thì họ sẽ mời tất cả những cái ngành này lên để điều trần. Ngoại trừ Trung Quốc ra thì quý vị còn những cái sót nào để nhập cảng. Và cái nguồn gốc nó từ ở đâu? Thì lúc đó Hạ viện mới đúc kết lại Ở các cái tiểu bang này đúc kết lại Và họ viết đề nghị Luật A, luật B, luật C Rồi họ cứ đưa cho các cái quỹ ban Trong đảng Cộng Hòa Ví dụ như quỹ ban đặc trách về quốc phòng Tức là vũ khí đó Tức là Arms Committee đó Là kềm chế cái khả năng quân sự của Trung Quốc Quỹ ban đặc trách về tài chánh Và thương mại Sẽ kềm chế tất cả những cái môn bài Những cái bản quyền phát minh Của các công ty này với Trung Quốc tương tự như họ làm giống như semiconductor. Rồi cái quỹ ban về nông nghiệp sẽ đưa ra đề nghị những cái luật để buộc tất cả các chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương không được bán không được phép bán đất cho công dân Trung Quốc. Thì tất cả những cái quỹ ban này nằm trên Hạ viện. Thì quý vị, đây là cái trách nhiệm của các uh, của cái quỹ ban này. Họ sẽ làm việc với nhiều quỹ ban và họ làm việc với những cái cơ quan trong chính quyền liên bang để họ lấy thông tin. Ví dụ Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng, kể cả DOC, tức là Bộ Tư pháp về việc mà Trung Quốc đánh cắp các cái bản quyền phát minh của mình. Thì họ sẽ làm việc với những này, họ lấy tất cả những thông tin, họ đúc kết, họ mời lên điều trần. Rồi sau đó họ đưa ra kết luận và đề nghị với lại các quỹ ban để các quỹ ban ngồi xuống viết thành luật hay là tu chính các cái luật đưa ra sàn hạ viện bỏ phiếu. Đây là cái lộ trình làm việc của những cái gọi là subcommittee, tức là những cái tiểu ủy ban. Nó nằm trong những cái ủy ban chính. Thì quý vị, tôi giống như tôi đã từng giải thích quý vị, thượng viện có những ủy ban, hạ viện cũng có những ủy ban và những ủy ban này họ chuyên ngành họ focus vào một, 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 một ngành ví dụ như là ngành nông nghiệp ví dụ như là ngành kỹ thuật ví dụ như là ngành tài chánh thì mỗi một quỹ ban nó phụ trách một phần rồi ngành tình báo Đại khái như vậy, thì mỗi một ngành nó đều có một cái quỹ ban và cái quỹ ban này sẽ à, tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan tới cái ngành đó. Rồi họ mới viết một cái bản kết luận và đề nghị, rồi đệ trình ra và yêu cầu bỏ phiếu trong cái quỹ ban đó trước. Khi mà bỏ phiếu thuận rồi, thì nó mới được đưa ra sàn hạ viện cho 435 phiếu bỏ phiếu. Thì quý vị, đây là cái lộ trình mà làm việc của Quốc hội Hoa Kỳ. Thì quý vị, sở dĩ tờ sao China post đưa ra là họ tôi dùng chữ điểm mặt là bởi vì sao những người được đưa vào trong các cái ủy ban này của đảng cộng hòa đều là những người có khuynh hướng thứ nhất là bảo thủ rất bảo thủ ví dụ như jim span được mô tả là un nó gọi là ultra conservative tức là à, cực kỳ bảo thủ luôn ok quý vị hay là bà michelle steele được xem là china hawk tức là có một cái có một cái thái độ cứng rắn với cộng sản trung quốc thì quý vị những nhân vật này là những nhân vật họ sẽ đưa ra và họ có cái khuynh hướng cứng rắn với trung quốc hay là cái ông à, dân biểu của à, à, tiểu bang à, ở Miami đó quý ông ta là một người lưu vong Cuba thì ông nói rõ rất rõ ràng tôi sẽ làm việc với lại quỹ bang trong tinh thần của một người Cuba lưu vong và tôi đã mất đi cái quê nhà của tôi bởi chế độ độc tài của cộng sản thì quý vị thấy ông này ông gimenez uh, này quý vị ông là người đại diện của uh, frey ở miami ông nói rất rõ ràng là ông có cái chủ trương chống cộng sản và ở miền nam của miami và trong ngày thứ ba ông nói rằng ông sẽ làm việc với lại quỹ ban này trong tính cách của một người cuba lưu vong ok quý vị người đã mất đi cái quê nhà của họ bởi chế độ độc tài của cộng sản thì quý vị thấy tất cả những nhân vật này đều là những nhân vật có cái khuynh nướng cứng rắn với cộng sản trung quốc họ được chọn vào những ủy ban này ngoài ra thì kevin mccarthy còn lập một cái uh, lực lượng đặc nhiệm tức là một cái uh, danh sách của các dân biểu đặc nhiệm và những dân biểu này sẽ chịu trách nhiệm là sẽ uh, đưa ra những viết những cái dự luật và bắt đầu uh, uh, tổng kết tất cả những cái uh, chi tiết để mà họ viết thành luật để mà đối phó với tại cộng sản trung quốc thì trong đó quý vị ông kevin mccarthy ông cho biết rằng là, là những nhân vật này gồm có những ai đây là tôi là đây quý vị năm nhân vật này là năm nhân vật quan trọng trong đó là năm nhân vật này gọi là china tech for tức là đặc nhiệm về trung quốc ông gallagher là chủ tịch của ủy ban giám sát rồi ông white man ông bo ông đinh và ông ben ok quý vị năm nhân vật này là năm nhân vật sẽ chịu trách nhiệm sau khi mà các tiểu quỹ ban đúc kết họ sẽ là người những người viết luật viết luật hoặc là tu chính các cái luật lệ để cứng rắn với Trung Quốc thì cái vị Hạ viện Hoa Kỳ Đảng Cộng hòa kiểm soát lại thì chúng ta thấy rồi là họ chiếm 10 cái ủy ban này gồm có 20 người trong đó Đảng Cộng hòa chiếm 13 người Đảng Dân Chủ chiếm 7 người và cái vị coi như cái ủy ban này tiểu ủy ban này chiếm đa số rồi hơn đa số rồi cái vị và nếu như Đảng dân chủ cũng bỏ phiếu luôn thì coi như là đa số tuyệt đối. Lúc đó họ sẽ đưa ra sàn hạ viện. Thì quý vị, đây chính là một trong những cái uh, chính sách cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Và trong đó bao gồm luôn việc mà hỗ trợ cho Đài Loan, bởi vì trong đó có ông Jim Span là một dân biểu đã hỗ trợ rất mạnh mẽ cho Đài Loan. Và ông cũng là người đã có mặt trong cái phái đoàn của bà Nancy Pelosi bà tới Viếng thăm đảo quốc Đài Loan hồi tháng 8 và những thành phần trong quỹ ban này cũng sẽ có mặt chung với ông Kevin McCarthy trong chuyến viếng thăm Đài Loan vào mùa xuân năm nay. Trong lúc mà ngũ giác đài đang sắp xếp chuyến đi này, thì quý vị, điều này cho thấy là phía hạ viện của Hoa Kỳ đã bắt đầu giữ lời cam kết phía đảng cộng hòa là sẽ cứng rắn với Trung Quốc và giám sát rất nhiều, đặc biệt là trong cái lĩnh vực gọi là uh, IP, tức là cái um, sản phẩm trí tuệ đây là cái đường mà Trung Quốc làm nhiều nhất và thứ hai là những cái chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để mà gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ. Trong đó thông qua thứ nhất là truyền thông báo chí, thứ hai là các cái mạng xã hội, thứ ba là các tổ chức lobbyist tức là các tổ chức vận động hành lang và thứ tư là tìm kiếm những dân biểu có tư tưởng ôn hòa để mà cản trở các cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Thì quý vị đây là bốn điểm chính mà họ sẽ nhắm vào Trung Quốc. Thì quý vị, cái việc mà đánh cắp sản phẩm trí tuệ Trung Quốc đã bị giới hạn trong mấy năm nay. Kể từ khi mà ông Trump ông phanh phui những vụ vụ này ra, thì các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và các công ty đã tăng cường cái mạng lưới an ninh. Và không để cho du học sinh, người Trung Quốc tiếp cận vào những cái chỗ này. Thì cái chuyện này chúng ta đã thấy rồi. Chuyện thứ hai là quý vị, tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng Trung Quốc. Đây là một cái vấn đề rất phức tạp. Bởi vì ở Mỹ này, mạng xã hội là tự do. Thì quý vị, đảng Cộng sản Trung Quốc thì không cho phép mạng xã hội của Hoa Kỳ được xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Nhưng họ lại cho phép các nhân viên tình báo, các nhân viên phản gián, mật vụ và bộ ngoại giao đều ghi danh các cái mạng xã hội này để thao túng. Trong đó là có bộ ngoại giao là đứng đầu. Thì quý vị, họ đều có một người mỗi một người có mấy cái chương mục ở Twitter, ở Facebook, ở YouTube, ở trên Google để họ tung tin tuyên truyền. Thì quý vị, phía của Hạ viện sẽ ra luật buộc các công ty mạng xã hội là phải chấm dứt cái cơ chế tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai là Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua những đài truyền hình và những cơ quan tuyên truyền của họ bơm tiền cho những cơ quan truyền thông báo chí của Hoa Kỳ. Trong đó, quý vị, tờ USA Today, tờ New York Times, tờ Washington Post, tờ Wall Street Journal, tờ đài truyền hình CNN. Những nơi này vẫn nhận cả triệu đô la tiền quảng cáo của Trung Quốc. Và vì nhận tiền quảng cáo, cho nên họ phải viết bài hay là làm chương trình phóng sự là có lợi cho Trung Quốc. Thì quý vị, nó sẽ được giám sát lại một cách rất cẩn thận tức là những cơ quan truyền thông sẽ không đóng vai trò quảng bá tuyên truyền cho cộng sản trung quốc rồi chưa kể những cái tấm billboard hay là những cái mạng xã hội quảng cáo họ sẽ chấm dứt tình trạng này và đặc biệt là cái mạng tiktok có thể sẽ bị cấm vĩnh viễn tại hoa kỳ không được phép à, gọi là à, được à, phát hành cái mạng tiktok trên lãnh thổ hoa kỳ là họ phải rút ra hết tất cả những ai download cái tiktok có thể sẽ phải xóa đi tất cả những cái trang app này nếu không muốn phạm luật của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là cái cách mà họ giám sát tất cả những chính sách đối với Trung Quốc, đặc biệt là đối với Đài Loan. Chuyến viếng thăm mùa xuân sắp tới của Kevin McCarthy sẽ mang tới rất nhiều những cái lời cam kết với Đài Loan. Ngoại trừ việc mà cung cấp 2 tỷ mỗi một năm tiền tín dụng quân sự, thì có thể phía Hạ Viện sẽ bật đèn xanh cho ngũ giác đài và bên chính quyền của Joe Biden là được phép đưa quân đội của họ vào Đài Loan huấn luyện cho binh sĩ Đài Loan. Một cách hợp pháp luôn. Thứ ba là vấn đề mà gọi là hỗ trợ cho các công ty về semiconductor của Đài Loan. Hỗ trợ mạnh mẽ để ca để Đài Loan có thể vững tâm sản xuất semiconductor. Và điều thứ tư là tình hình tại Á Châu. Tức là Hạ viện Hoa Kỳ sẽ đúc kết và hỗ trợ cho cái uh, ngành gọi là xe điện của ông Joe Biden. Trong đó sẽ cho phép những công ty của uh, Nam Hàn của Nhật Bản cũng được hưởng cái thuế giảm uh, gọi là tính dụng thuế cho những công ty này bán cho khách hàng của họ. Tức là họ tìm cách phong tỏa Trung Quốc, họ tìm cách phong tỏa Trung Quốc toàn diện và uh, tạo ra một cái phương tiện uh, tốt hơn với các đồng minh và đối tác tại Á Châu. Chưa kể là phía Hạ viện Hoa Kỳ có thể duyệt xét một số những cái ngân sách dùng để tài trợ cho những đối tác tại Á Châu. Trong đó gồm có Philippines, Malaysia, Indonesia và kể cả Thái Lan. Để những quốc gia này dần dần tránh khỏi lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Thì quý vị, bởi vì Hạ viện Hoa Kỳ là nơi hoạch định ngân sách quốc gia thì cái ngân sách cho cái chính sách đối ngoại nó vẫn lệ thuộc vào hạ viện có thể sẽ có những cái tài trợ về kinh tế những cái tài trợ về xây dựng hạ tầng cơ sở hay là có những cái tài trợ về giáo dục cho những quốc gia ở đông nam á để họ dần dần tránh cái ảnh hưởng của cộng sản trung quốc đang tìm cách gọi là chiếm khu vực này trở thành sân sau của họ thì quý vị đây sẽ là một trong những cái chính sách mà phía đảng cộng hòa kiểm soát lại hạ viện và đối đầu với Trung Quốc trong chính sách đối ngoại. Gần như chính sách đối ngoại này sẽ nhắm thẳng vào Trung Quốc nhiều hơn so với lại Nga và Ukraine. Tại vì Đảng Cộng Hòa vẫn xem Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu và trong tất cả các cuộc thăm dò cũng như là trong tất cả các bản báo cáo của cơ quan tình báo và kể cả bộ bên ngũ giác đài thì Trung Quốc hiện nay là mối đe dọa hàng đầu của Hoa Kỳ chứ không phải là Nga. Do đó, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ tập trung, bên Hạ Viện sẽ tập trung rất nhiều vào việc đối phó với Trung Quốc và tìm cách tách rời à, Trung Quốc ra khỏi các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ thì quý vị, đây sẽ là một cái màu sắc mới và giúp cho phía của dân chúng Hoa Kỳ nhận rõ hơn, và như vậy thì quý vị, hàng Trung Quốc mà xuất cản vào Hoa Kỳ sẽ bị giám sát rất chặt chẽ và đồng thời sẽ có một số mặt hàng không được phép xuất cản vào Hoa Kỳ, và đã xảy ra Tất cả thiết bị của Huawei và ZTE là không được phép xuất cản vào Hoa Kỳ. Và tất cả các cơ quan của chính quyền liên bang đã buộc phải tháo gỡ tất cả những thiết bị do Trung Quốc sản xuất. Kể cả những cái drone của công ty DJI cũng chưa chắc được vào Hoa Kỳ. Và có thể rằng Hoa Kỳ sẽ giới hạn các cái drone này. Rồi chưa kể là những cái camera giám sát ở trên nhà quý vị đó của công ty Hikvision và Dahua đó cũng sẽ bị cấm cửa không được nhập cản vào Hoa Kỳ bởi vì nó sẽ gây hại an ninh quốc gia. Những cái video này nó sẽ thu hình các cái đường phố hay là các cái nhà cửa quý vị. Nó chuyển thẳng về Trung Quốc. Nó gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Do đó Hạ Viện sẽ đưa ra những cái luật bắt các cái công ty mà nhập cản từ Trung Quốc phải giới hạn lại. Và những công ty xuất cản qua Trung Quốc cũng bị giới hạn luôn. Mới bay bây giờ mới là Conductor thôi. Từ từ sẽ tới kỹ thuật chế tạo bình điện. Từ từ sẽ tới những cái kỹ thuật khác cũng bị giới hạn luôn quý vị đây là cái chiến lược chuyển trục về Á Châu tách rời Trung Quốc ra hai năm tới Bắc Kinh sẽ đối diện đối diện với lại cái chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ và những cái uh, chính sách đối ngoại này được phía Hạ viện vạch ra còn lại đương nhiên là phải do phía hành pháp của Joe Biden thì quyết định vẫn nằm ở Joe Biden tuy nhiên với cái xu thế này Joe Biden cũng không dám đi ngược nhiều đặc biệt đối với Trung Quốc Joe Biden sẽ không dám đi ngược nhiều thì quý vị, chúng ta đã thấy rõ là cái lộ trình làm việc của Quốc hội và thứ hai là cái chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc như thế nào. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích tiêu tin Nhật ký phần 2 của Phong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài phân tích này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye